Lily hát giỏi hơn cụ Cam, bố nghe rồi mà. Con hát cho cụ Cam nghe đi. Con hát đi, hát đi. Cụ Cam đừng nhìn máy hình, ok. Cụ Cam chỉ nhìn bố cười thôi. Ôi đúng là nói chuyện không được. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Agu. Lily hát đi. Lily hát đi cho bố đi. Chưa, con biết hát mà. Con biết hát mà. Con hát cho cô Cam nghe đi. Ôi, sao vậy? Sao vậy? Con làm gì vậy? Con làm như là con ỉ á. Úi trời, hai đứa nói. Đúng rồi. Wow. Hay có vậy. Hay có vậy. Hai đứa nói giỏi quá. Con nói là con ăn no rồi và con ngủ ngon rồi đúng không? Con ngủ cạnh mommy, con ngủ ngon lắm đúng không? Mà cụ Cam không chịu ngủ hôm nay. Cụ Cam đau răng không chịu ngủ hôm nay đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà sắp đến giờ ăn rồi, cụ Cam sẽ ngủ. Ăn xong đi ngủ, ok. Ok. Hay quá. Nói thêm đi. Ôi trời ơi. Mẹ đâu? Để nước miếng.